Hello, Damel gái xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi trôi chép chấm trừ phi mày dinh và cá tra song nha các bạn. Và có thể câu được hồ hồ đập tự nhiên. Phần của chúng ta gồm có như sau. Đây là cắm cá nha các bạn. Cắm cá lại mà hạt viên nhỏ nè. Các bạn chuẩn bị cho mình 3 lạng nha. 3 lạng cắm cá. Đây còn đây là sủi nha các bạn. Đây là sủi vàng. Các bạn chuẩn bị cho mình 7 viên sủi vàng nha. Đây, 7 viên sủi vàng. 7 viên sủi vàng là sủi cam á các bạn. Đây, đây là sủi cam nè, có quả cam ở trên cái viên viên sủi của ta nha. 7 viên nha các bạn. Còn đây là đậu phộng rang. Các bạn cho bị mình 1,5 lạng đậu phộng rang nha các bạn. Rang rang thơm lên là được rồi. Rang nó hơi cháy cháy thơm thơm là được nha các bạn. Còn đây là đậu phộng tươi. Đó. Các bạn chuẩn bị 2 giá múc canh đậu phộng tươi nha. Coi như là 50 g á, 50 g đậu phộng tươi. Còn đây là cánh chim nha các bạn. Đây là cánh chim rang nha, cánh chim rang thơm khét nha. Mình đang có cho bạn mình 3 lạng cánh chim rang thơm khét nha các bạn. 3 lạng nha, 3 lạng cánh chim rang nha. Thành phần cuối cùng đó chính là mồi câu D3. Đây. Đây là gói mồi câu D3. Bây giờ các bạn tiến hành đổ mồi câu D3 vô đây luôn. Bao nhiêu phần đây thì chúng ta sẽ cho từ nửa gói hoặc là hơn nửa gói mồi câu D3. Theo mình thì cho nửa gói được rồi. Nửa gói là được rồi nha các bạn. Không cần nhiều, chỉ cần nửa gói thôi. Đó. Các bạn đổ mồi câu D3 vô cho chúng ta luôn. Nửa gói mồi câu D3. Đó, mình đã đổ nửa gói mồi câu D3 vô trong cái hỗn hợp này rồi. Và khi các bạn đi câu thì các bạn có thể thêm cho mình D1 và chuối hương với lại bơ tường ngan. Và trộn câu liền tại điểm câu luôn, khỏi cần ủ nha. Bài mồi này mình đã câu rồi và mình đã test thử rồi và lên được cá trôi chép và tra với lại cá rô phi sông, rất là nhạy nha các bạn, rất là nhạy với lại cá chép trôi tra phi sông nha các bạn. Đó, rất là nhạy nha. Bây giờ là các bạn trộn đều lên. Xong rồi các bạn đem các bạn xay nhuyễn ra để dành cho các bạn câu vài tháng nha các bạn. Đó, các bạn chịu khó các bạn làm một lần thôi, là khi câu bằng sách bịch ra bằng trộn mà ngoài điểm câu á, nước tại sông các bạn, sông mà chỗ bạn câu á là các bạn câu luôn đó. Và các bạn nào mà muốn mà câu lục á, câu lục sông hoặc là hồ dịch vụ á, thì các bạn phải ủ từ 1 tuần nha các bạn, 1 tuần đến 15 ngày. Rồi các bạn đem các bạn thả ổ, bạn câu. Thì các bạn biết là câu lục thì nếu các bạn mà đánh nó xả ổ thì các bạn cho hạt xốp vô. Đó, cho hạt xốp vô cho mình nha các bạn. Đây, bạn có lục các bạn cho hạt xốp này vào nè. Đổ hạt xốp vào. Để làm chi? Khi con cá ta tới nó ăn thì hạt xốp của ta sẽ trồi lên. Là các bạn sẽ biết được là cá của ta đã vô trong ổ của các bạn. Đó. Còn các bạn nào muốn mà câu câu lục mà bóp mồi vô trong cái lưỡi lục á thì các bạn trộn xong rồi ủ cho mình 2 ngày, từ 1 đến 2 ngày các bạn bóp vô bạn câu thôi. Như vậy được rồi, và nên nhớ là câu được tất cả nha. Và hiệu quả nhất là ở sông đó, sông là hiệu quả bài mồi này nhất, sông với lại đập đó. Vì mồi này là mình làm ra cho các bạn xem là chiên cho chúng ta câu xong là chín nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn trộn thật là đều lên.
trộn chung tất cả anh phần này nó với nhau luôn. Sau đó chúng ta sẽ việc đem chúng ta xay nhuyễn ra để dành cho chúng ta câu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xay ra xay nhuyễn này ra cho các bạn xem nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ xay cho các bạn xem nha. Đây, hầm mộ chúng ta đây. Các bạn khởi động máy lên. Xay thôi. Đây mộ chúng ta nè. Đây các bạn, đó, sau khi mình đã xây xong sẽ được như thế này nha bạn nha, rất là nhuyễn luôn nha. Và cái bài mồi này mình sẽ để dành riêng cho ngày Chủ nhật, mình để mình đi câu cá sau ở sông Nai nha các bạn. Rồi, bây giờ là các bạn chuẩn bị cái bịch như thế này. Đó, cái bịch này thì thường thường là mình hay gói mồi và gửi cho các bạn, đó. Và các bạn có kiếm thêm cái hũ nào mà cái hũ nhựa khoảng 2 kg á, khi bạn bỏ cho bạn kính lại nó sẽ hay hơn, sẽ giữ mồi chúng ta được lâu hơn. Hoặc là hộp sữa em bé á, bằng sắt các bạn à, tại vì cái đó nó sẽ giữ mồi tốt lắm, tránh mồi chúng ta được bay mồi mất mùi nó. Còn mình thì bỏ trong cái bịch này thôi, tại vì mình nhà mình không có cái hũ nào hết. Bây giờ mình sẽ múc và bỏ vô trong cái bịch này nha các bạn. Đó. Đầy một cái gói mồi này là 1,5 kg mồi, tùy theo mồi nặng hay nhẹ. Nếu cái mồi này mồi của mình nặng thì bao nhiêu mồi đây đạt được là 1,5 kg. Và đầy dung cái gói này là 1,7 kg. Còn mồi nhẹ đầy cái gói này là 1,4 kg đến 1,450 kg nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ nghiêm phong cái gói mồi này lại. Đây các bạn, đây là cái cục băng keo nè. Mình sẽ nghiêm phong cái gói mồi này lại, tránh tình trạng nó bị bay hơi và bị chuột nó nghe được cái mùi thơm tanh ở bên trong, nó sẽ tìm đến, nó sẽ cắn nát cái gói mồi của mình. Lúc đó mình buồn lắm các bạn nha. Mình bị mấy gói gói mồi rồi, nó bị con chuột nó cắn nát rồi, nên mình rất là buồn nha các bạn. Nên mình lần này mình quyết tâm mình sẽ nghiêm phong cái gói mồi lại. Đây các bạn, thì ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn một bài mồi câu cá sông, câu trôi, chép, chấm, phi, mè vinh và cá tra sông. Có thể câu được hồ tự nhiên và hồ dịch vụ. Đó. Như vậy là xong cái gói mồi của ta rồi. Thôi, cảm ơn tất cả các anh em và các bạn đã xem cái video này của mình. Và các bạn nếu thấy hay thì hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn. Chúc tất cả các anh em và các bạn câu được thật nhiều cá khủng từ chính bài mồi này của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.